đây là những trường hợp ban điều hành nhiệm kỳ đã qua, tức là đã già tuổi lắm rồi. Từ năm 2015 đến bây giờ, lẽ ra thì chỉ 2 năm là phải bầu ban điều hành lại. Nhưng mà hôm nay đã quá nứa rồi. Cho nên là ngày hôm nay, tụi em chọn ngày hôm nay thì không thể nào kéo dài thêm được nữa cho việc bầu bán, chọn cho mình lại cái ban điều hành mới hội nghị trưởng trường chúng ta. Ngày hôm nay trước mặt các anh chị trưởng trưởng mới cũng như cũ, em với tư cách là hội trưởng, trưởng trưởng, trong thời gian vừa qua, trong 3 năm vừa qua, những anh em trong ban điều hành, cộng tác cùng chia sẻ, rất cảm ơn các anh chị, những trưởng nhóm phó đã cộng tác cùng chia sẻ, cùng đồng hành với lại ban điều hành chúng em. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì không thể thiếu những cái khiếm khuyết của bản thân. Có những cái nhận ra, có những cái chưa nhận ra, thì có những khuyết điểm đó trên các anh chị cũng vui lòng cho chúng em nhận những khuyết điểm đó, để rồi trong cái quá trình làm việc, là phục vụ dân thân, luôn luôn gặp những cái điều ân lành, quý thánh thần và có sự động viên tinh thần khích lệ của các anh chị. Bây giờ đây thì em sẽ tuyên bố nhiệm kỳ của các anh chị Mai, chị Hoàng Anh, anh Liêm, anh Trung và em sẽ bái nhiệm kết thúc từ đây, và em sẽ giao lại cho ban tổ chức bầu ban điều hành mới, trong đó là anh Du Xe Nguyễn Văn Sở, anh Du Xe Nguyễn Chi Phương và kiếm một thư ký nữa, thư ký ai xung phong giơ tay ở dưới cũng được. Chị Hoàng trong ban bầu cử, một người khác cũng được, phải có thư ký. Mời chị Thủy nha. Tay lên, ai biết chị Thủy thì tay lên rồi. Sẽ giao lại cho mấy anh chị này sẽ làm việc. Rồi tụi em với tư cách là cũng có người tiếp tục làm việc, có người không tiếp tục làm việc được. Rồi khả năng tín nhiệm thì cũng như các anh chị khác trong danh sách ứng cử viên. Nói ứng cử viên có vẻ như nó trang trọng, nhưng mà thật sự thì không biết từ việc nào khác là được gọi là ứng cử viên cho ban điều hành nhiệm kỳ tới. Thì tụi em cũng dự kiến là cũng sẽ 2 năm 2018-2020. Thì mong mọi sự chúng ta chúc tốt đẹp và xin ơn Chúa Thánh Thần bầu cử hỗ trợ cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta cùng người cho nhau đồng hành và chia sẻ thăng tiến bản thân cũng như là đẹp lòng giáo sứ đạo của chúng ta. Em xin phép anh nhận lời ban tổ chức giới thiệu anh Sở, những ban tổ chức sẽ công bố cái nội quy bầu chọn danh sách ứng cử, rồi vân 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 vân. Xin mời anh, các anh chị cho anh Sở một tràng vỗ tay. Chúng ta thấy là chúng ta đến ngày hôm nay nó còn sống thế này là một điều chúng ta rất là mừng. Các bạn biết là hồi thời khi mà chúng tôi thành lập ấy, là cha Phúc có nói một câu là dù còn mấy người chúng ta cũng vẫn phải động viên nhau cố gắng lên nhé, đừng đâu bao giờ được mai một cái hội trưởng của giáo xứ Tân Phú. Mà cho đến giờ phút này, mặc dù là cha Phúc này mất rồi, nhưng mà các bạn thấy chúng ta nhìn lại chúng ta rất là ấm cúng và nó phát triển một ngày một tốt hơn. Điều đó nói lên là cái tinh thần gắn bó với nhau rất là tốt. Đến ngày hôm nay thì ban điều hành mới ra với người cũ là hết thì chúng tôi là những người giống như các bạn thôi. Chúng tôi cũng là một thành viên, là một người bình thường, và ban tổ chức có nhờ chúng tôi bầu Bạch Phương lên để tổ chức cái cuộc bầu lại.
mà chúng ta sẽ là bầu lại là 2 năm. Và đây là bây giờ tôi sẽ đọc cái danh sách cho những người được đề cử cho các bạn nghe nha. Thứ nhất là Maria Nguyễn Thị Hoàng Anh, tôi là con mình. Thứ hai là Teresa Nguyễn Thị Thiên Hương. Thứ ba là Vero Phan Thanh Quân. Thứ bốn là Du Xe Trần Hữu Lộc. Thứ năm là Maria Nguyễn Thị Oanh. Thứ sáu là Doan Bautista Trần Hữu Phúc. Thứ bảy là Doan Bautista Trần Cao Vân. Thứ tám là Anna Nguyễn Thị Long Vân. Tức là có 8 người. Và ai có đề cử trong 8 người này, ai có đề cử thêm ai nữa không ạ? Tôi xin đề cử chị Mai nữa đi. Rồi. Chị Mai là thư quỷ thủ đó, giữ lại. Rồi, tức là anh đề nghị thêm chị Mai. Nếu mà chúng ta đề nghị thêm chị Mai thì tí chúng ta sẽ biết thêm. Cái số 9 là chị Mai. Và rồi từ từ đấy. Rồi bây giờ như thế này, là tôi sẽ mời đọc tên xong rồi bây giờ tôi sẽ mời những cái người được bầu cử là đứng lên đây để cho người ta nhìn mặt. Nhiều người cũng nên biết tên trong các trường nha. Thứ nhất là Nguyễn Hoàng Anh. Rồi. Thứ hai là Nguyễn Thị Thiên Hương. Thứ ba là Phan Thanh Nguyên. Thứ bốn là Trần Hữu Lộc. Lộc có không? Anh Lộc không có hả? Rồi, thứ năm là Nguyễn Thị Oanh. Lên trên này cho người ta biết mặt chứ. Như cái không được em phải lên cho người ta biết mặt chứ. Thứ sáu là Trần Hữu Phúc. Thứ bảy là Trần Cao Vân. Thứ tám là Nguyễn Thị Lâm Vân. Ông Vân này trong nhà nữa, người ta đây. Ở nhà đứng trong nhà luôn. Và thứ 9 là chị Mai. Ở đây ta mời chị Mai ra đi. Và thứ 10 là cháu nội của chị Mai. Rồi bây giờ chúng ta là có tất cả là 9 người. Mà trong cái bảng này chúng ta chỉ có 8 người thiếu chị Mai. À và thiếu ở đây còn một người đó là thiếu anh Trần Hữu Lộc. Bây giờ sao trường hợp là Lộc bây giờ sao? Tôi bỏ như vậy. Rồi vậy như vậy chúng ta sẽ đi sẽ bỏ cái tên số 4 tức là Trần Hữu Lộc đi nhé các bạn. Tại vì không đến thì chúng ta không thể bầu người vắng mặt được. Nguyên tắc chúng ta bầu là phải có mặt, chúng ta bầu thì bầu người vắng mặt không bầu. Đây là một sự thật sự ra là hội chúng ta năm nay là tôi rất là yêu ái các bạn là hôm nay này cho hết ứng cử rất là đông cả chứ mỗi năm như tôi làm là kiếm người không ra. Hôm nay như vậy là các bạn là lớp trẻ là các bạn là rất là giỏi rồi, hy vọng là hội chúng ta một ngày một tăng tiến hơn. Và bây giờ là chúng ta bắt đầu để phát luôn cái này không. Chúng ta có tất cả là 9 ứng cử viên nhưng mà hiện nay là coi như bỏ một chúng ta còn có 8 thôi. Hỏi Lộc không, Lộc không tham gia thì đang còn có 8. Và 8 người này chúng ta chỉ chọn có 5 người thôi, tức là chúng ta sẽ bỏ 3 người. Người nào chúng ta không chọn thì chúng ta sẽ không gạch. Ví dụ như là Quỳnh Phúc đi thì anh có chọn anh Phúc thì chúng ta sẽ gạch vào cái ô bên cạnh á. Bên cạnh nó có cái ô vuông vuông đó, màu đen đen á. Chúng ta đánh dấu cho nó, đánh dấu cho nó, tức là chúng ta chọn anh đó. Còn ta để trống, tức là ta không chọn người đó. Các bạn nghe kịp không? Tức là nếu mà chúng ta chọn, ta đánh dấu nhân vào đó. Còn nếu chúng ta không chọn, chúng ta bỏ. Bỏ trống. Ngoài này nghe thấy không?
Bầu như thế nào không? Ai có thấy cái gì không đúng thì các bạn nêu ra để chúng ta kiểm tra. Ví dụ như là có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Lọc bỏ, lọc bỏ. Ngoài này có ai chưa có hiểu không? Anh cứ nhắc lại cái này, nhắc lại nhiều người không hiểu. Ta không hiểu, phải chọn mấy người để... Là nhớ là chúng ta chỉ chọn có 5 người thì không hỏi thôi. Cháu từ nhà nó đi đâu có nhiều ta. Ta đi bằng máy, ta đi cái bút rồi. Rồi rồi, chúng ta làm đi cho ai nè, ai có bắt đầu chúng ta đánh dấu đi. Ai chăm người cho đấy. Gấp để sao đâu trời đất ơi, gấp cũng được mà có cái đâu, đâu có tên đâu mà lo. Rồi rồi rồi, cứ ngoài này luôn đi, coi ngoài này còn ai xin mời rồi nhá. Xong hết rồi hả? Xong hết rồi, xong hết rồi. Chưa. Thôi xong. Bên ngoài này là đủ rồi đấy. Rồi, thiên lương, thanh niên,
Long Vân, Long Vân được chia hai cái bên quy định ha. Rồi Thanh Liêm, Thiện Văn, Thủ Thuận, Cao Vân. Thời gian sẽ bọc mặt từ lúc Long Vân 5 giờ cho tới ngày ngủ hả? Hoàng An, Thanh Liêm, Liêm chỉ được 5-6 giờ. Cao Vân, Long Vân, Hoàng Anh, Thanh Liêm, đủ quy đâu mà quay đấy giờ hết rồi. Cao Vân, 30 phút rồi. Long Vân, Thiên Nữ, Thanh Liêm. Tiếp theo Thiên Hương, Thanh Liêm, Thị Oanh, Hữu Phúc, Cao Vân. Tiếp theo Thiên Hương, Thị Oanh, Hữu Phúc, Cao Vân, Long Vân. Tiếp theo Hoàng Anh, Thanh Liêm, Hữu Phúc, Cao Vân, chị Mai. Mai cầm chị Mai. Rồi tiếp theo Thiên Hương, Thanh Liêm, Thị Oanh, Hữu Phúc, Cao Vân. Tiếp theo Hoàng Anh, Thiên Hương, Thanh Liêm, Hữu Phúc và chị Mai. Tiếp tục Thiên Hương, Thanh Liêm, Hữu Phúc, Cao Vân. Chúng ta đã được kiểm xong.
Ông Dũng thầy né là cái rồi và bây giờ là kết quả chúng ta tôi đọc cho các bạn nghe nè, tức là Hoàng Anh được 27 phiếu, Thiên Hương được 36 phiếu, Thanh Liêm 59 phiếu, Nguyễn Thị Oanh 39 phiếu, Hữu Phúc 53 phiếu, Cao Vân 40 phiếu, Lâm Vân 26 phiếu và Kim Mai 23 phiếu. Như vậy nếu tính ra như vậy là chúng ta có tất cả là 2, 4, 6, 8 người, chúng ta lấy 5 người và chúng ta sẽ 5 người tức là gồm có là nhiều nhất là anh Liêm là số 1, rồi số 2 là anh Phúc, em ganh cho ai cũng là 2 là anh Phúc là 53 phiếu, số 3 là Cao Vân, số 4 là ba Thiệu Anh và số 5 là 36 là Tiên Hương. Rồi chúng ta có 5 người đắc cử, tức là gồm có anh Liêm, anh Phúc, Cao Vân và Oanh và Tiên Hương là 5 người, còn mấy người kia thì coi như 5 người sẽ phụ trách hội của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Và xin mời có 5 người có thêm, xin mời lên trên này ạ, 5 người có thêm, xin mời lên trên này ạ, lên trên này để các bạn nhìn thấy, tức là gồm có anh Phúc nè, Liêm, Phúc, Cao Vân, Thiên Hương và Nguyễn Thị Oanh. Và đây là cái thành phần ban điều hành mới thì thông báo với các bạn là chúng ta chơi cho ban điều hành mới chúng ta được cặp các tay thật to và hy vọng là đây tất cả tập thể chúng tôi là rất tin tưởng các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ làm tốt công việc mà Chúa đã trao. Và có lẽ là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh, chắc chỉ có giáo xứ Tân Phú chúng ta có một trường hợp mạnh như thế này. Đây là một niềm an ủi và tôi nhận thấy là tôi đi nhiều xứ rồi mà không ai làm được. Và hy vọng rằng một ngày được tiến hơn, mong là các bạn sẽ nhiều dắt hội của bạn nhiều hơn. Còn cái vai trò như thế nào thì cái này là theo tôi ý kiến là 5 bạn này sẽ về tự bàn với nhau xem ai làm công việc gì. Còn nếu không bàn nó không làm là tôi làm hết á. Nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể ngày Maria và thánh cả Giuse một màng của giáo xứ ban muôn lành và bình an cho quý trưởng là gia đình trong năm thánh hóa gia đình 2018 và một lễ Chúa Giáng sinh
giáo xứ Tân Phú đã thông báo tu sửa lại khung viên và mặt sân nhà thờ, dự kiến khánh thành hoàn thành trong tháng 11 năm 2018. Hội cựu huynh trưởng tổ chức đợt quyên góp để cùng với giáo xứ tu sửa mặt sân nhà thờ. Dự kiến những quyên góp của hội chúng ta là 100 triệu. Thời gian quyên góp từ chủ nhật ngày 5 tháng 11 cho đến hết ngày 20 tháng 11. Các anh chị trưởng đóng góp theo nhóm cho nhóm trưởng và nhóm phó. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ gửi về trang chánh xứ Tân Phú vào ngày lễ các thánh từ đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2018. Nhờ ơn Chúa và sự quảng đại của quý trưởng, chắc chắn việc làm của hội sẽ có kết quả tốt đẹp như mong muốn và được Chúa chúc lành. Đây cũng là việc làm của hội chúng ta hướng tới ngày mừng lễ kính thánh gia và lễ buổi mạng hội cựu huynh trưởng Tân Phú. Thật chào quý trưởng trong tình yêu của Chúa Giêsu. Các anh chị nhóm trưởng nhóm phó sẽ gửi các anh chị cái thư này thì tùy nhé. Chúng ta tùy lòng hảo tâm. Chúng ta mỗi người mỗi người chiều còn bao nhiêu ban điều hành lo hết. Đóng góp vào công việc xây dựng sửa chữa của giáo xứ để giáo xứ chúng ta. Thì mình có trăm mấy chục người, mỗi người chiều còn bao nhiêu ban điều hành lo hết. Trăm mấy chục người là trăm mấy chục người.